Hi, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Trở lại cái câu chuyện ngày mai là ngày giỗ của chú Vũ Linh. Thì không biết là mẹ con cô Sáu lúc này như thế nào, và chị Hoa hậu Misun của em bây giờ thì đang chuẩn bị gì rồi, đang lên kế hoạch để ngày mai gọi là phá hoại gì rồi. Thì cái này thì họ đang gọi là âm u thôi mọi người. Đó, mình chưa có biết được, nhưng mà mình cũng đoán được đâu đó một phần nào. Đúng không? Ngày mai là chắc chắn là sẽ có người gọi là đến reo ồn ào nữa cho mọi người xem. Đúng không? Đến nhà Hồng Lo reo ồn ào nữa cho mọi người xem. Những cái kẻ này gọi là nó không có gọi là từ một cái thủ đoạn nào hết á, cô chú anh chị. Đó. Thì không biết là bên mẹ con cô Sáu đã chuẩn bị tới đâu rồi, làm đám giỗ cho anh mình tới đâu rồi thì mình chưa biết. Nhưng tình hình hiện tại mà mình cập nhật được tại nhà Hồng Loan á, thì bên phía nhà Hồng Loan nhận được rất là nhiều hoa tươi nha, rất là nhiều những cái lẵng hoa, những cái bó hoa gửi đến để gọi là đám giỗ của chú đó. Rất là nhiều người gọi là gửi hoa đến rồi đó, trái cây rồi hoa rồi này kia rất là nhiều đó, muốn đầy nhà rồi đó. Không biết là mẹ con cô Sáu mà khi mà nhìn vào những cái hình ảnh như thế này thì không biết là có xót xa hay không, có thấy tủi thân hay không đó. Không biết là bên cô Sáu là có ai gọi là gửi những cái phần quà đó cho cậu Năm không nữa đó. Bởi vì bên đó thì hầu như chắc em nghĩ là không có ai đâu mọi người đó. Ai cũng thấy gặp mẹ con cô Sáu người ta sợ cũng chết rồi đó, sợ gọi là gửi cho những cái kẻ đó xong rồi không có thấy gọi là đưa lại đó. Không, giống như cái vụ mà sao kê đó, tới bây giờ cũng đâu có sao kê sao kiết gì đâu mọi người đó. Sao kê bằng tay bằng giấy không thì ai làm không được đó. Không vậy, nếu mà vậy thì ngân hàng mở ra cái dịch vụ sao kê để làm gì đó. Nên là một lần nữa chúng ta thấy là mẹ con cô Sáu rất là lương lẹo nha đó. Thì trước đám giỗ vài ngày đó, cô chính chị cũng có nhiều người đó, cho rằng là đồng bọn của chị Misun đó đã lên gọi là kêu gọi đó, nhằm mục đích gọi là làm đám giỗ cho chú đó. Nhưng mà ngay sau đó thì Hồng Loan cũng đã lên tiếng về vấn đề đó rồi đó. Cái vấn đề đó thì chúng ta không nói đi, nhưng mà ở đây cái đó để lại một cái gọi là vấn đề mà mình phải đáng lưu ý ở đây, đó là Hồng Loan có thể bị gọi là bị gài cái này cái kia bất kỳ lúc nào đó. Rất là nguy hiểm nha, chứ không phải là đơn giản đâu của chú anh chị. Ngày hôm nay thì em có lên gọi là mộ của chú đó mọi người, em thấy là chị Loan, ngày hôm nay chị Loan cùng với lại mấy anh chị khác thì cũng đã lên cúng cho chú một mâm mâm chay nha. Thì em có mời chị Sun với lại cô Sáu với lại bé Ve về ăn cho vui, nhưng mà không biết là những người đó có linh thiêng có nghe được những cái lời mà em gọi hay không thì thì em không biết nữa đó, chắc cũng có nghe được mà đó, nếu có xem thì chắc cũng có nghe được đó. Em cũng mời về ăn đàng hoàng à đó, em ti gọi là cũng đi gọi là đi quay ké thôi, quay ké thôi chứ không ăn ké, em không ăn mọi người đó. Nhưng mà em cũng rủ theo gọi là chị Sun em à, em nhớ chị Sun em lắm, chị Sun em phái ăn lắm, phái ăn mà phái ăn những cái gọi là miễn phí á, phái ăn phi á mọi người, phi á, cái gì mà gọi là phi là chị phái lắm đó. Nên rồi em tranh thủ em rủ chị liền, sơ hở là em thấy là đầu cúng mà sơ hở là em kêu chị em về liền. Ôi em rủ chị em lên ăn liền chứ lộn, quên kêu về làm như là cứu hồn cứu đảng vậy. Kêu về lộn mọi người, em gọi là em gọi chị em lên ăn liền đó, em gọi chị em lên ăn liền chứ dễ gì. Ngày mai nè chị Sun à, ngày mai là bên nhà Hồng Loan gọi là cúng gọi là lớn lắm á chị, lớn lắm á nha đó. Nhưng mà cúng chay đó, em nghĩ là chị cũng nên ăn chay đi. Không, chị Sun nên ăn chay đi, chị ra tới tập 86 gì rồi, hôm nay thì chị ra tới tập 86 rồi mọi người. Nhưng mà cũng vẫn giữ một cái thái độ đó, vẫn giữ một cái thái độ là ngáo ngáo mạn, vẫn giữ một cái thái độ ngáo mạn như vậy đó. Ngày mai đám giỗ nè, ngày mai nhà Hồng Loan cúng đồ chay nha mọi người. Bữa nay em có lên mộ đó, em có gặp chị Loan thì chị Loan nói là ngày mai cũng cúng đồ chay nha, cúng tại nhà rồi sau đó có lên mộ chú luôn đó. Thì mai những ai mà gọi là yêu quý Hồng Loan có thể là buổi trưa đó chúng ta gọi là lên trên mộ đó gặp Hồng Loan thôi đó, cũng dễ thôi chứ không có gì đâu khó mọi người. Hồng Loan ở ngoài rất là thân thiện với mọi người nha, chứ không phải là ngôi sao giống chị Xuân em ngày xưa đâu. Lúc mà chị Xuân em ngày xưa gọi là bên Hồng Loan á, được cô chú anh chị gọi là yêu quý đó, đi tới đâu cũng tỏ vẻ ra mặt đồ rồi ăn mặc lịch sự lắm. Mình thấy trời ơi, hèn chi bây giờ mà mọi người đặt chị là con cá phê màu thì nó cũng đúng. Không sai được, công nhận cộng đồng mạng mình có một cái cặp mắt gọi là tinh tường.
Ông nhìn người gọi là đặt cho một cái tên gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn, xứng đáng đồng tiền bát gạo, đúng đấy ý cái tên luôn, không có khác miếng nào với mọi người. Em thấy công nhận là mọi người hay thiệt chứ, em nể mọi người luôn. Em nể cô chú anh chị đặt cho cái tên này chị Xuân quá hay. Nhưng mà ngày mai kìa chị Xuân, không, mình quay trở lại cái vấn đề mà gọi là đám giỗ ngày mai đi. Đó, ngày mai thì chị nhớ rồi là tranh thủ thời gian để lên là dùng một bữa cơm với chị Loan nha. Đó, chị vô ơn của chị đó, người mà chị cho vô ơn đó, không, rủ chị lên ăn bữa cơm gia đình nhân viên ngày gọi là đám kỵ cơm của chú đầu tiên, năm đầu tiên nha mọi người. Đó, nói chung là chuyện cũ bỏ qua ha chị. Chị lên chị ăn bữa cơm với chú, coi giữ chú có linh thiêng về là phá mỏm chị không, chứ con người ta có làm gì chị đâu mà tối ngày chị lên chị chửi con người ta vô ơn, rồi con nhỏ ăn cháo đá bát này kia, ta có làm gì chị đâu. Trong khi đó chị dựa vào cái tên cái tuổi người ta chị kiếm tiền, chị kiếm like, chị kiếm view, chị kiếm tiền đó, chị kiếm like, kiếm view, kiếm tiền, xong bây giờ chị chửi người ta là vô ơn này nọ. Thì em thật sự là em cũng bó tay với lại những cái từ một phát ngôn của chị rồi đó, không biết là chị có đói lắm hay không. Nếu mà đói thì ngày mai chúng ta có thể là đến là đoàn thị điểm đó, đến nhà ông Lon đó. Em nghĩ là ông Lon chắc cũng mở cửa cho chị vô, chứ ngay ngày đám tiệc thì người ta cũng không muốn gọi là lu bu hay là lộn xộn gì đâu đó, nên chị cứ đến đó chị dùng đi, đại đi một bữa đi chị ơi. Ông lâu lâu mới có dịp mà gọi là ăn ké, mình đến mình ăn đến mình ăn ké một bữa đi, đâu có sao đâu chị, dù sao chị cũng đã từng gọi là ra vô nhà đó mà. Đó, chị ngày mai á, chị Xuân á, nên lên mộ của chú để gọi là ăn năn sám hối đi chị ơi. Em thấy là chị nên ăn năn sám hối đi. Chị chửi con gái người ta quá, chắc em nghĩ là chắc quả tới á chị. Thiệt, chị chửi kiểu đó thì nghiệp quật lẹ lắm. Quật một cái một là nằm luôn, không có gọi là ngáp được. Đó, nặng lắm chị ơi, chị nên gọi là có những cái động thái gọi là xin lỗi con gái người ta đi ha, bớt nói lại câu chuyện người khác đi, mình bệnh mình lo thân mình bệnh trước. Đó, chứ mình đừng có lo chuyện bao đồng làm cái gì. Trong cái tập 86 của chị mới đây thì em chỉ có xem được có vài phút rồi mọi người, em không có thời gian rảnh để em xem cái chị Sun của em hồi nói nhảm nó nhí đó, em không có dành thời gian nhiều đâu, em chỉ xem một khúc thôi. Nhưng mà chị lại nói như thế này, chị nói là tại sao con Ni về Tết là ai cũng chụp hình đăng lên Facebook, đăng lên Zalo gia đình mình ấy, tại sao nó không chụp? Ủa, kể cả bản thân em cũng đâu có chụp đâu chị. Đâu phải là cái gì mà nó phải là công khai lên mạng xã hội đâu, mạng xã hội đâu là cái gì đâu. Mạng xã hội đâu phải là ông bà tổ tiên của chị đâu mà chị phải bắt cái gì cũng phải dâng hiến lên đó. Đúng không? Mạng xã hội đâu phải là ông cố nội của ai đâu mà phải gọi là dâng hiến lên đó, cái gì mình cũng phải là báo cáo với mạng xã hội hả? Gia đình người ta thích riêng tư. Có thể là chị Ni giúp chị Lon, nhưng mà gia đình người ta cũng không muốn gọi là ra mặt để làm cái gì, ra mặt đặng chị thấy mặt đặng chị chửi người ta hay gì. Đúng không? Kể cả bản thân em cũng vậy. Em làm drama đúng không? Nó rất là gia chạm nhiều nơi, rất là gia chạm nhiều người. Em cũng không muốn là nhiều người biết đến rồi là người thân của em để làm gì. Đúng không? Nên cái vấn đề mà bà Ni quá không gọi là show ra những cái tấm hình gia đình thì em nghĩ là đúng thôi. Đúng không? Cái việc đó là đúng thôi, nên nên như vậy. Đúng không? Đừng có nghe những cái lời kích bác của bà Mỹ Xuân để làm ra rồi để gọi là bà vô rồi bà điều tra ra, bà lên dùng cái nghiệp vụ của bà điều tra kinh lắm à. Đó, xé banh ra luôn á. Đó, nên là cái vấn đề cá nhân của mọi người, người ta có thể là lên mạng người ta đăng cái gì người ta đăng. Đó, người ta không thích đăng là thôi. Không có ai mà nhào vô rồi bắt tôi đã phải mày về Tết mà mày phải chụp hình với gia đình mày đăng lên mạng để cho cộng đồng mạng người ta xem à. Ủa mắc cái gì? Cộng đồng mạng chứ đâu phải là tổ tiên ông bà gì đâu, phải cái gì cũng phải dâng lên đó. Cái gì nên đưa thì đưa, cái gì không nên đưa thì không nên đưa. Ha. Đó, đừng có nghe những cái lời kích bác của chị Sun mà gọi là đi sai cái nước. À, đi sai nước cờ. Thì cái này thì mình thấy là chị bà Ni phải làm khá là tốt nha mọi người. Bà Ni phải làm khá là tốt đó, mà không có lưu ý kích kệ nó, gia đình mình sao cũng được, kệ đi không, để cho chị Xuân bà tò mò, để cho bà kiếm một chút đỉnh nữa chứ chứ lúc trước là bà kiếm cũng hơi nhiều nhưng mà chưa đủ nha. Kiếm hơi nhiều rồi nhưng mà chưa đủ nha mọi người. Bà tranh thủ bà kiếm nữa thôi thì bà dựa vào hơi của Hồng Loan để bà kiếm tiền cũng được đi, có gì đâu. Thôi cho chị kiếm tiền miếng nữa đi chị Ni ơi, đừng có nói gì bà, để cho bà kiếm tiền đi. À, tội nghiệp bả chứ, bả dù sao bả cũng bệnh rồi, nói chung là tiệm vàng cũng phá sản rồi đó, đâu có buôn bán gì nữa đâu, phá sản rồi đó, nên nữa là mình cũng phải thương người, thương người như thể thương thân đi chị. Đó đó đó, ý mình nói vậy đó, nên gọi là thương chị đi, đừng có gọi là chửi chị nữa, tội nghiệp chị lắm, chị bệnh mà
đó, chị bệnh tội lắm, chị bệnh trời ơi, ai đụng tới chị là chị bệnh liền à, nhưng mà thời gian đây thì chắc chị hết bệnh rồi, hết ai đụng rồi, chỉ có em lên em nói em khuyên chị thôi, chứ thật sự là em cũng không muốn chị xuân làm gì không, em không chửi à, em chỉ khuyên thôi, em nên nói với chị là bớt bớt lại không, mình bệnh mình giữ gìn sức khỏe là trên hết, chứ mình đừng có lo cái việc gia đình người khác mà ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình, tới cái bệnh của mình nó phát lên đó, thì ai chịu, ai khổ nữa không, chồng con mình khổ chứ ai chị, đúng không, chị bốn mấy 50 rồi, em nói câu này thì chắc chị hiểu rồi đúng không đó, mình bệnh hoạn thì gia đình mình khổ, chứ những cái cộng đồng mạng cũng đâu có lo cho chị đâu đó. Nhưng mà ở đây thì chị thấy chị có tự gọi là tự tự kiểm điểm lại, chị có thấy tự chị quê không, chứ em thấy chị, em thấy em quê dùng, bởi vì chị cứ tối ngày chị chửi Hồng Loan vô ơn này kia, nhưng mà Hồng Loan coi chị không ra gì, không đáp trả không đáp trả luôn, đúng ra là người ta tự quê người ta nghĩ luôn đó. Nhưng mà công nhận thì cái chữ quê hình như nó không có trong cái gọi là cái con người của chị, nên là chị cứ là mặt cứ là chai sần lên đó mà kiếm tiền đúng không, mà cái chai sần là nó cái tiền thì thôi, mai sẵn đám giỗ rồi chú Vũ Linh đó thì qua đó sám hối đi đó, nếu mà không ấy thì rủ mẹ con cô Sáu đó qua đồng sở hữu bàn thờ đó, cái bàn thờ đó. Qua trên bàn thờ có gì đó bà với bà Sáu che đi. Bữa nay em lên trên mộ chú cô chú anh chị, em quay hai dĩa trái cây em kêu cô Sáu lên đập sở hữu chia này đi, chứ hai ba dĩa nè đó không chia bằng luôn, rồi kế bên có mảnh đất trống luôn, em chỉ cho cô Sáu đàng hoàng, cô Sáu là nằm mảnh đất đó là vừa luôn, vừa hết luôn, hình như cái mảnh đất đó chừa lại để cho cô Sáu hay sao, chứ không cho ai, cho cô Sáu chắc luôn thiệt đó, cho cô Sáu chắc luôn, cô Sáu mà cái mảnh đất đó chắc nghĩ là sau này cô Sáu gọi là tắt á, khi mà cô Sáu bị tắt tắt thở đi, cô Sáu có thể là về đó cô Sáu nằm, không có ai dành luôn thiệt, không có ai dành luôn mọi người, không có ai dành miếng nào luôn thật sự luôn đó, nên là cô Sáu cứ yên tâm về cái phần đất mà cô Sáu dành đi, thì cô Sáu dành được rồi đó, chắc là cô Sáu dành được cái miếng đất có khoảng bề ngang 1 mét vuông bề sau 2 thước đó, cô Sáu là phải nằm sâu sâu dưới, chứ cô Sáu nằm cao quá thì không ai chịu đâu, tới lúc cô Sáu mà gọi là nở nằm xuống chứ không ai canh mộ, không ai giữ mộ cho cô Sáu, người ta thấy cô Sáu người ta chạy uống xỉu đúng không, nghĩ sao tài sản của con người ta đi gọi là tranh giành trời, không biết ngày mai cô Sáu có đến nhà Hồng Loan không mọi người, ông cô chú anh chị cho em một cái bình luận coi, em nghĩ là chắc bà không dám đến đâu, mặt mũi đâu mà đến, không có mặt mũi nào mà để đến chứ, thiệt thật sự luôn á, không có mặt mũi nào mà dát cái mặt đến nhà Hồng Loan đó, không còn mặt mũi nữa, cô Sáu bây giờ bước ra đường phải bịt khẩu trang chứ đâu có dám gọi là thả khẩu trang đâu đó. Kể cả bé ve cũng vậy, ngày hôm qua thấy lên TikTok là hát cũng khang của họng luôn mà không ai tặng miếng quà nữa, tội ghê luôn á, bởi vì cuộc sống của chú anh chị mình sống qua lương thiện đi không, mình sống tốt giống như Hồng Loan đi đó, bao nhiêu người ủng hộ, ngày hôm nay mọi người thấy không, gương mặt của Hồng Loan gọi là đẹp ra liền chứ không phải là nhăn nhó giống như cô Sáu đâu, cô Sáu giờ xuống sắc lắm mày, lo âu tối ngày cứ lo, là mình suy nghĩ bàn kế hoạch lên sao mình chiếm được tài sản của người khác đó, cứ tối ngày cứ mình sao chiếm được tài sản của nó ta, mình tìm cách nào để mình lấy tài sản của nó ta, mình tìm cách nào để mình gọi là đồng sở hữu được đó, cứ tối ngày suy nghĩ vậy thôi là đầu óc đâu có làm được chuyện khác đó không, thần kinh thì nó cũng vận động, nó cũng mệt đó, đủ thứ trên đời chứ đó đó. Thì đôi lời gửi đến chị Xuân cũng như là cô Sáu, tranh thủ ngày mai có cái đám đó qua ăn ké bữa, ăn chừng bữa để đỡ tốn tiền nhà nha. Nhưng mà đồ chay nha, nói trước là đồ chay đó chứ người ta không để đồ mặn đâu, đồ chay nha, mai ai ai ăn chay được thì qua nghe chị Xuân với cô Sáu, nên ăn chay đi cho bớt khẩu nghiệp nha hai bà ơi nha, mai em đợi nha, mai em mai em lên đó em đợi cho chị Xuân với cô Sáu xuất hiện nha. Mọi người nhớ bấm theo dõi kênh nha, chia sẻ video giúp em nha, mai em lên mộ để em coi cô Sáu với chị Xuân đến, hai người xong kiếm học bích đến gọi là mộ của chú Linh như thế nào đó, thì em sẽ gọi là quay cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem và ủng hộ cho kênh của em, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong video mới tiếp theo, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.